Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Nói chung thì lâu lắm rồi anh em đã thấy một trận đánh ông Kim từ Colunda của Khải đã lên top anh em ạ. Thì ngày hôm nay thì Khải cũng đang có cho mình sở hữu cho mình set đồ khá là ok. Đó là một set hiệp cốt em ơi. Ngày hôm nay Khải có cho mình đó là top 3 Tông Kim với Colunda em ơi, 200 giết được 68.236 điểm, 286 người và nội bật sơ số 15 và tử vong 23 lần và liên chạm 58 và cũng đã đạt được cái ngưỡng mốc liên chạm 50 của thằng em kia nó đòi ra nha em ơi. Đó là đã đạt được mốc 50 cũng như là đạt được cái tiêu chuẩn anh em đó là top 5 được donate nha em. Đó hiện tại đã đạt được hai cái đang được đề ra bữa giờ. Đó là liên chạm 50. Đó và một cái là hôm nay được top 5 được donate nha em. Đó anh em nào donate thì donate ủng hộ nha. Ok sân chương này. Lên lọt vào top 5 donate 50k này. Ok cho người anh em ơi. Rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Sơn sẽ đồ khả cho anh em xem sơ qua nha. Chung thì server này cũng đã trôi qua hơn 3 tháng rồi mọi người. Đó là mấy chủ S10 đại danh kỳ sử, một trong những phiên bản chuẩn xuân hai sẽ tắt đồ xanh ngũ hành và đồ tím hiện tinh nha năm. Anh em nào muốn tải game thì đừng quên truy cập ngay về trang chủ võlamngayxua.net để tải game nha. võlamngayxua.net nha năm. Và bây giờ chúng ta cùng xem sơ đồ khả nha. Đó anh em ơi. Hiện tại hôm nay là top 3 nha năm. Top 1 là Giỏ Đan nè, top 2 là Lão Lão gì không biết. S bảo S ngờ bảo ngọc là Giỏ Đan, top 3 top 4 là Thủy Yên, top 5 là Coca Cola là Giỏ Đan, Lisa Giỏ Đan, Hermes Đường Môn, Thanh Long Giỏ Đan, Alvin Đường Môn. Đó. Rồi mờ múa đi là phải gì Khải không rõ này mà. Cho anh em xem set đồ của Khải nha. Đầu tiên thì Khải đã sở hữu mình một set hiệp cốt nữa mà, một set hiệp cốt khá là tương đối đẹp anh em ạ. Tương đối thôi nha. Áo hiệp cốt cực phẩm 50, sức lực 199. Rồi, một ngọc bội kháng cả 2, kháng băng và sức lực 228. Đó và một gia truyền sức lực 164 và cũng nhận sức mạnh 22. Thì hiện tại set hiệp cốt này Khải mua với giá là hơn 3 triệu nha năm. Áo 2 triệu và ngọc bội là 1.3 triệu thì hơn 3 triệu nha năm. Rồi, tiếp tục là Khải có cho mình một cái nón tím mắt ọp 6 dòng, phòng thủ lý 25, chậm 40. Nón này hơn 2 triệu nha năm. Rồi, một đai lưng làm chậm 23, làm chậm 40, phòng thủ lý 23, sinh lượng lực. Thì đai lưng này anh em biết rồi, lúc đầu server Khải ép là hơn khoảng gần 3 triệu nè em ơi. Em gần 3 triệu, hơn thời gian đó nó đồ nó rất là mắc, thì tên rất là cao. Và một cái đôi giày tóc 40, trong 40, kháng khoảng 19, sinh lực. Đôi giày này đầu server Khải ép khá là cao nè em ơi, tầm này rẻ rồi, khoảng hơn 10 kim thôi, khoảng hơn 700-800 nghìn gì đó thôi. Ở cái đao cũng vậy, cái đao tóc 30 sẽ thương 39. Khả đọc Khải Lâm và sẽ thương 86. Cái đao này Khải cũng đao server nè mà. Thì cái đao này hồi đọc server ép cũng hơn 40 kim, gần 3 triệu nè mà, gần 3 triệu. Trong thì một bao tây, kháng lôi 29, sinh lực nỗ lực 73 và 81. Một con nhẫn chón 30, kháng hỏa 21 và sinh lực nỗ lực 70. Đó, hiện tại Khải đang tìm một con nhẫn chón kháng hỏa trên 40 để mang vào để đạt móc 80 chón như nào. Đó, hiện tại Khải đang có 70 chón thôi. Và hưởng làm chậm thì 80. 80 chón, 80 chậm. Mỗi dòng 70 chón 80 chậm và kèm với một món khăn lôi và một món tóc sát thương 39. Hiện tại Khải đang có cho mình ba kỹ năng cũng có như nào, ba kỹ năng cũng có nha mọi người. Thì anh em cũng đã thấy thì Khải đang có là 23 skill ngạo tuyết tiêu phong, thì skill chính đích được Khải được 23 cấp như nào. Lực tay Khải đang là 6000 hơn đó nha thôi. Đó nè anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải, like cho sự ủng hộ cho nó. Ngày hôm nay thực sự là một ngày đầu tiên, có thể nói là đầu tiên tân trang được xếp hiệp cốt và đánh một trận tống kim thực sự là quá khét này mà. Mỗi bên lên đến khá là đông, gần 150 ạc mỗi bên. Thì ngày hôm nay cũng đã có kết quả khá thành công đây mà. Top 3 tống kim với tỷ lệ là liên chạm được 58, có thể nói là lần top 1 liên chạm trong trận đấu ngày hôm nay. Rồi, Khải đang top 10 server nha nè. Rồi, ok. Rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ cho lần thay đổi này của Khải, một like cho sự ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người.